Vật chất quyết định ý thức, nhưng giờ hình ảnh em lấn át cái tâm trí. Đừng nhờ bạn thân em đây vào stalk, tạo nick clone để khám phá, để ngồi soi, hỏi sao anh đăng story rồi lại xóa, vì nó chỉ dành cho một người coi. Tiếng rất ai tình kia, đánh mất con tim em trong một phút lơ lòng. Chỉ muốn giang tay ôm chàng, nói hết những điều suy nghĩ trong đầu. Từ khi gặp anh em biết đó là yêu, dẫu ta mới gặp nhau. Nói tiếng yêu thương ngày cô là quá khó. Nếu có khi anh tin vào yêu ai nói dòng người đông thật đông, rồi bóng chúng ta va vào nên đắm say. Bởi vì tại tiếng rất ai tin. Vì anh là người em mong ngóng bấy lâu. Em biết mà, từ cái nhìn đầu tiên chỉ vì một tiếng. Vì tại tiếng